Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với sự kiện ra mắt chiếc xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, VinFast VFE 34 ngày hôm nay. Sự kiện ngày hôm nay sẽ là một dấu mốc quan trọng của VinFast khi một chiếc xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, VFE 34 chính thức được ra mắt, mở ra một kỷ nguyên mới cùng một phong cách sống cũng hoàn toàn mới. Kính thưa quý vị, trong sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham dự. Ông Hoàng Chí Trung là Tổng Giám đốc VinFast Việt Nam. Ông David Lyon là Giám đốc thiết kế của VinFast. Ông Hoàng Minh Phúc, Trưởng phòng ứng dụng giao diện người dùng, Trung tâm nền tảng điện tử ô tô VinFast. Để bắt đầu chương trình, ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi một đoạn phim ngắn về xu hướng phát triển xe điện trên thế giới. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, cuộc cách mạng ô tô điện toàn cầu đã bắt đầu. Việt Nam đóng vai trò gì trong cuộc cách mạng ấy? Câu trả lời sẽ có trong lễ ra mắt VFE 34 ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Chí Trung sẽ giới thiệu tổng quan về dự án phát triển chiếc xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với lễ ra mắt trực tuyến xe VFE 34, chiếc ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam. Trong sự kiện vô cùng đặc biệt này, quý vị sẽ chứng kiến tận mắt sự ra mắt của VFE 34 mà còn có thêm rất nhiều thông tin mới lần đầu tiên được VinFast chính thức công bố. Về triết lý thương hiệu VinFast là đặt khách hàng là trọng tâm. Đó là lý do tất cả các mẫu xe điện sắp tới của chúng tôi tạo ra luôn đủ rộng rãi và tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình bạn. Về thiết kế tinh tế và thân thiện với người dùng của VinFast, VFE 34 là thành quả của sự hợp tác giữa VinFast và Pininfarina, studio danh tiếng hàng đầu trên thế giới. Xe VFE 34 với các tính năng an toàn vượt trội so với khúc như là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hướng tới việc đạt các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu theo ASEAN NCAP. Hệ thống pin tiên tiến của VFE 34 đạt tiêu chuẩn chống nước IP67. Hỗ trợ sạc siêu nhanh với khoảng 18 phút sạc, khách hàng có thể đi được quãng đường khoảng 180 km. Và VinFast là một trong những thương hiệu tiên phong triển khai cái chính sách cho thuê pin ưu việt. Theo chính sách này, pin xe sẽ được VinFast thay thế khi khả năng tiếp nhận giảm xuống dưới 70%. Và khách hàng hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng vì mọi rủi ro về pin, VinFast sẽ chịu trách nhiệm. Chi phí thuê pin và sạc hàng tháng chỉ tương đương với chi phí xe xăng của các xe cùng với phân khúc. Ngoài ra, để khẳng định chất lượng của sản phẩm, VinFast sẽ đưa ra cái mức bảo hành lên tới 10 năm là mức cao nhất tại Việt Nam và cũng là mức cao hàng đầu trên thế giới hiện nay. Về công nghệ thông minh trên xe, VFE 34 là sản phẩm tinh hoa trí tuệ của gần 2.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ hàng đầu của Việt Nam cũng như thế giới tại các viện nghiên cứu của Vingroup. VFE 34 sở hữu tính năng thông minh giúp nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng như tính năng trợ lý ảo, ra lệnh điều khiển các cái tính năng xe bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền. Tính năng an ninh an toàn, gọi cứu hộ, cấp cứu tự động trong tình huống khẩn cấp, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, chẩn đoán lỗi trên xe và đề xuất lịch bảo trì bảo dưỡng một cách tự động. Tính năng cập nhật phần mềm từ xa, kết nối mua sắm trực tuyến, đặt lịch hẹn dịch vụ, quản lý gói cước thuê pin và đặt lịch sạc xe tại các trạm sạc. Và không để quý vị chờ lâu thêm hơn nữa, đây là lúc chúng ta cùng chứng kiến tận mắt mẫu ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, xe VFE 34.
Vâng, kính thưa quý vị, người vừa điều khiển chiếc xe VinFast VFE 34 mà quý vị vừa xem đó là ông David Lyon, là giám đốc thiết kế của VinFast. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện một vài câu với ông. Hello David, could you share with us some information of VFE 34 design? So the first thing you'll notice about the VFE 34, besides the silent yet powerful engine, are the modern proportions. As a long wheelbase for improved ride and interior space, it has short front and rear overhangs for city maneuverability, and the forward windshield is great for aerodynamics and for giving the driver an open feeling. Yeah, we are curious about the design language as well as some highlight in the car exterior. Could you share something for the audience? So the theme of this design is dynamic balance. This means the lines of the car indicate forward movement, forward into the future. But the lines also balance with each other and create harmony. Harmony with itself and harmony with the environment. Now, unlike most internal combustion vehicles on the market, which characterize themselves with a grille in the front, the VFE 34 stands out with our VinFast signature lighting, which radiates from our V logo and sweeps out to the corners of the car. This is so the brand can be recognized day or night. Now, the rear end of the VFE 34 is highly sculpted for aerodynamics and to maximize cargo space. The VinFast signature shape is created with reflectors, and it gives the vehicle a very wide, luxurious feeling. And the powered tailgate makes loading cargo easy. So how about the interior? Let's go take a look. Yeah. The interior of the VFE 34 welcomes the driver with a vision of the future, a vision where we help make them a better driver. Mm-hmm. We've provided all the information that a driver needs to be more efficient, more aware, and safer. And the rich mix of low gloss and piano black detailing creates a very luxurious experience. Yep. Now, the real benefit of this long wheelbase and the stretched proportion can best be felt sitting in the back seat. Let's go check it out. Okay. So I think it's an amazing back seat. You know, I am 1 meter and 70 centimeter. The average height in Vietnam is. So I think there's plenty of hour around me. So how about you? Well, I'm about 1 meter 85. And yeah. So you can see we've really maximized the interior space and provided an environment that is much bigger on the inside than it looks on the outside. And that's because we package the batteries under the floor and we have a very compact e-motor up front. And so you can see headroom, rear legroom, the clearance from my knee to the front seat is larger than a lot of luxury sedans on the market today. Yeah. We do that because we want everybody to have a comfortable, wonderful experience on their journey. Yes, I'm really comfortable when I'm stay here and sit here. Yeah, thank you very much. And I think it's amazing, it's wonderful for your experience and the customer experience too. Yeah, thank you so much for your sharings about the designs of VFE 34. Thank you. My pleasure. Kính thưa quý vị, qua phần giới thiệu của ông David Lyon thì chúng ta đã có được những sự cảm nhận rõ nét về thiết kế của chiếc xe VFE 34 này. Chiếc xe được thiết kế theo ngôn ngữ hiện đại và hướng tới tương lai, tự hào là chiếc xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam. Vậy điều gì thực sự thể hiện sự thông minh của VFE 34? Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Minh Phúc, là trưởng phòng ứng dụng giao diện người dùng, trung tâm nền tảng điện tử ô tô VinFast, sẽ có phần giới thiệu về các tính năng thông minh của VFE 34. Xin chào các bạn. Triết lý thiết kế của VinFast dành cho xe VFE 34 là sự thân thiện với người dùng.
hướng tới việc tiện lợi hóa các thao tác và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng Việt. Đội ngũ chuyên gia công nghệ Vingroup đã thu thập hàng nghìn mẫu lệnh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất về trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, từ đó tạo ra trợ lý giọng nói Vivi. Lần đầu tiên, một chiếc xe ô tô tại Việt Nam hỗ trợ giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền. Tôi sẽ cùng bạn trải nghiệm Vivi ngay sau đây. Hey VinFast, xin chào. Chào bạn, tôi là trợ lý ảo VinFast, người bạn đồng hành của bạn trên mọi cung đường. Hey VinFast, cho tôi biết xe VF E34 có những tính năng thông minh gì? Chào bạn, xe VF E34 có hỗ trợ 8 nhóm tính năng thông minh sau. 1. Điều khiển xe thông minh. 2. Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái. 3. Điều hướng, dẫn đường. Hey VinFast, giới thiệu về chức năng điều khiển xe thông minh đi. Với tính năng điều khiển xe thông minh, bạn có thể thực hiện 1. Điều khiển điều hòa quạt gió. 2. Điều khiển hệ thống âm thanh. 3. Điều chỉnh ngôn ngữ hiển thị. Giảm nhiệt độ điều hòa. Để giảm điều hòa xuống 2 độ. Vẫn nóng nhỉ? Bạn sẽ cảm thấy mát hơn ngay thôi. Tôi đã bật điều hòa 20 độ và quạt gió mức 1. Lấy thêm gió ngoài. Đã lấy gió ngoài. Trợ lý Vivi sẽ hỗ trợ điều khiển tất cả các tính năng trong xe, có khả năng học và ghi nhớ theo thói quen người dùng để tự động thiết lập môi trường trong xe dễ chịu nhất cho người sử dụng. Bạn có thể điều khiển trợ lý bằng cách ra các khẩu lệnh liên tục hoặc ra các lệnh đơn với bắt đầu bằng câu Hey VinFast. Hey VinFast, bạn biết gì về xe VF E34? Đây là dòng xe ô tô điện đầu tiên của VinFast tại thị trường Việt Nam, sở hữu nhiều tính năng thông minh vượt trội. Hey VinFast, kiểm tra thông số pin. Dung lượng pin xe đang là 51%. Hey VinFast, mở ứng dụng bản đồ. Hey VinFast, mở đài FM. Đã bật đài FM. Hey VinFast, gọi điện cho mẹ. Ngoài điều khiển các tính năng trong xe, trợ lý Vivi còn hỗ trợ trả lời các thông tin về thưởng thức và các tác vụ khác. Hey VinFast, hôm nay là ngày mấy âm lịch? Là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021 âm lịch. Một điểm khác biệt nữa, lần đầu tiên tại Việt Nam, trợ lý ảo có thể hiểu được ngôn ngữ đặc thù từng vùng miền, giúp đem lại trải nghiệm sử dụng đầy thuận tiện, dễ dàng cho người sử dụng. Ngay bây giờ tôi sẽ mời bạn Kiên, một người bạn đến từ Hà Tĩnh, để cùng trải nghiệm với tôi. Chào anh Phúc. Chào Kiên. Cảm ơn anh Phúc. Hey VinFast, sắp đến sinh nhật người yêu tôi rồi, nên tặng quà chứ? Một món quà nhỏ cũng đủ rồi, quan trọng là tấm lòng người tặng quà. Hey VinFast, tôi buồn quá. Có tôi ở đây rồi, bạn hãy tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn nhé. Hey VinFast, vừa kể chuyện chỉ vui vui đi. Một người đến gặp Chúa và hỏi, 1000 năm là bao lâu? Chúa trả lời, đối với ta chỉ là 1 giây. Người đàn ông hỏi tiếp, thế còn 1000 đô là bao nhiêu? Chúa lại trả lời, với ta chỉ là 1 xu. Người đàn ông lại hỏi, Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu không? Chúa mỉm cười, chờ ta 1 giây. Hey VinFast, tắc đường quá, làm gì bây giờ? Tôi có thể đọc thơ, nói chuyện phím hoặc bật nhạc cho bạn nghe. Hey VinFast, rồi mở bài hát 1000 cây số.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần giới thiệu về những tính năng của trợ lý giọng nói VV. Những tính năng vừa được thử nghiệm chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hơn 100 tính năng mà trợ lý giọng nói hỗ trợ. Bên cạnh đó, khách hàng có thể quản lý và điều khiển xe thông qua ứng dụng thông minh trên điện thoại do VinFast phát triển. Ngay sau đây, mời các bạn theo dõi phần video minh họa. Ứng dụng trên điện thoại của VinFast đồng hành cùng bạn quản lý và điều khiển chiếc ô tô thông minh trong tầm tay. Hãy sẵn sàng cho những trải nghiệm hiện đại, tiện lợi mà không kém phần hứng thú cùng VinFast. Kết nối nhanh chóng, đồng bộ mọi trạng thái. Báo cáo lịch sử xe và thói quen lái theo tuần hoặc tháng. Tự động định vị, dễ dàng tìm kiếm xe. Lên kế hoạch hành trình tối ưu nhất. Đồng bộ hóa tín hiệu, điều hướng trực tiếp trên màn hình. Quản lý và theo dõi tình trạng sạc pin cập nhật theo thời gian thực. Tự động cảnh báo xâm nhập trái phép cập nhật theo thời gian thực. Nhận diện sự cố va chạm, tự động đề xuất và gọi cứu thương khẩn cấp. Tự động chẩn đoán, cảnh báo vấn đề và quản lý lịch bảo dưỡng trên điện thoại. Cập nhật phần mềm từ bất cứ đâu, thuận tiện chỉ với một cú chạm nhẹ. Xin được cảm ơn ông Hoàng Minh Phúc và anh Kiên. Cá nhân tôi thì thực sự rất là ấn tượng với khả năng giao tiếp của trợ lý VV và tính năng thông minh của chiếc xe VF E34 này. Đúng là chiếc xe thiết kế bởi người Việt và cho người Việt. Chắc hẳn là quý vị bây giờ quan tâm sẽ đặt câu hỏi thế này. Vậy thì sử dụng xe ô tô điện thì có tiện hay không? Chúng ta sạc pin như thế nào? Bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Chí Trung sẽ giới thiệu chi tiết về hệ thống trạm sạc và công nghệ sạc của VinFast. Nhằm đáp ứng nhu cầu sạc của khách hàng, VinFast sẽ triển khai hệ thống hơn 40.000 cổng sạc trên toàn quốc, bao gồm 4 loại trụ sạc. Thứ nhất là loại trụ sạc 11 kW được lắp đặt tại các địa điểm nơi khách hàng đỗ hoặc gửi xe trong thời gian dài như là hầm chung cư, bãi đỗ xe ban đêm, và thời gian sạc pin của loại trụ sạc này từ 10% lên đến 70% pin, mất khoảng 2 tiếng 10 phút. Loại thứ hai là loại trụ sạc 30 kW. Loại trụ sạc này được lắp đặt tại các trạm dừng nghỉ, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe ban ngày, thời gian sạc pin từ 10% lên đến 70% pin, mất khoảng 1 tiếng. Loại thứ ba là loại trụ sạc 60 kW. Loại trụ sạc này được lắp đặt tại các cây xăng, các trạm dừng nghỉ trên cao tốc, quốc lộ, và thời gian sạc pin từ 10% lên đến 70%, mất khoảng 30 phút. Và loại thứ tư là loại trụ sạc siêu nhanh 250 kW. Loại trụ sạc này được lắp đặt tại các tuyến cao tốc, các cái quốc lộ, các khu đô thị lớn. Với chế độ sạc siêu nhanh, khách hàng chỉ mất khoảng 18 phút để sạc xe, đi được khoảng 180 km. Khi được sạc đầy, xe sẽ chạy được quãng đường khoảng 285 km. Và đây là thông số được tính toán sau cái quá trình thử nghiệm kỹ thuật rất khắt khe của VinFast nhằm đảm bảo tối ưu vận hành và tuổi thọ của pin. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh phần mềm tối ưu hơn nữa để có thể đạt được quãng đường khoảng 300 km khi được sạc đầy trong thời gian tới. Các trụ sạc xe điện VinFast sử dụng công nghệ AutoCharge năm 2021 và công nghệ Plug and Charge từ quý 3 năm 2022 theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sạc hết sức dễ dàng, đơn giản và phương thức thanh toán thuận tiện, bảo mật nhất cho khách hàng. Đối với vấn đề sạc tại nhà thì ngoài các trạm sạc công cộng, VinFast cũng sẽ cung cấp hai giải pháp sạc cho khách hàng để có thể sạc tại nhà. Thứ nhất là bộ sạc di động với thiết kế nhỏ gọn, có thể mang theo xe và có thể cắm ở bất kỳ ổ cắm điện dân dụng nào, và có hai loại công suất là 2,2 kW và 3,5 kW cho thời gian sạc pin từ 10% lên đến 70% trong khoảng từ 7 tiếng đến 11 tiếng tùy loại.
Thứ hai là bộ sạc treo tường công suất 7,4 kW cho thời gian sạc pin từ 10% cho đến 70% trong khoảng 3 tiếng 15 phút. Với các giải pháp này, khách hàng hoàn toàn yên tâm để sạc tại nhà bất kỳ lúc nào. VinFast đã quy hoạch phát triển 40.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Tới cuối năm 2021, khi các trạm sạc này hoàn thành, thông tin sẽ lần lượt được cập nhật lên bản đồ để khách hàng có thể dễ dàng tìm đến các trạm sạc gần nhất khi xe sắp hết năng lượng, hoặc có thể đặt lịch hẹn trước thông qua màn hình ô tô hoặc phần mềm VinFast. Tính đến hết tháng 9 năm 2021, VinFast đã triển khai thi công lắp đặt hơn 10.000 cổng sạc tại 62 trên 63 tỉnh thành. Sự phủ sóng rộng rãi của hệ thống trạm sạc sẽ giúp khách hàng hoàn toàn tự tin di chuyển khi có thể dễ dàng nạp năng lượng tại bất kỳ đâu, tương tự như đổ xăng. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng xem một video giới thiệu về quy trình sạc dễ dàng của xe VF E34. Cảm ơn ông Hoàng Chí Trung. Sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần trao đổi của đại diện VinFast, ông Hoàng Chí Trung và các vị khách quý đã tới tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, diễn viên Tuấn Tú, một khách hàng đã sử dụng chiếc xe VinFast và đang quan tâm đến chiếc xe VF E34 này. Cùng với anh Nguyễn Đức Hùng là đại diện khách hàng đã đặt mua chiếc xe VinFast VF E34.